Tú xin chào cả nhà. Hôm nay thì nhà Tú đi nhặt đậu phộng cả nhà ơi. Đây hạt đậu phộng đỏ, rất là nhiều ông bà cô chú thích nha, xem cảnh nhà Tú đi nhặt rau củ trái cây á. Hôm nay nhà Tú lại tiếp tục đi mót đậu phộng nha cả nhà. Ở đây thì bây giờ đang là 6 giờ chiều cả nhà ơi, nhưng mà trời vẫn còn nắng. Đây là lần đầu tiên chồng Tú đi đào đậu phộng cả nhà ơi. Ảnh còn không biết là đậu phộng là nó mọc cái ở dưới mặt đất á, từ cái rễ nó ra củ đậu phộng á. Ảnh còn tưởng là nó mọc ở trên mặt đất. Xong Tú mới nói ảnh là đào ở dưới, bây giờ bắt đầu đào này cả nhà. Chú vắt ở nơi liệu tuê. Ông thích lần đầu tiên không đi được đâu. Chú bà ta. Hả? 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 Chú bà ta. Anh không có biết là cái đậu phộng là nó mọc ở dưới đất. Cái có một cái túi. Cái trái thông qua có ý nghĩa. Một cái địa phương, một đôi, đó, hai cha con cho một người một cái xẻng. Tới cửa. Lần đầu tiên đi nhặt đậu phộng. Tú thì tôi biết tại vì hồi trước á, nhà dì của Tú trồng rất là nhiều đậu phộng luôn cả nhà. Hồi trước nhà dì Tú trồng nhiều lắm. Nhưng mà mót đậu phộng thì đây cũng là lần đầu tiên Tú đi mót ở Tân Cương này cả nhà. Đó, đào được một củ nữa đó. Chứ không. Nhìn ổng y chang trẻ con. Giống mình hồi nhỏ mình đi mót được đồ á, mình nhặt được cái gì là lần đầu tiên mình cũng thích. Cô này cô cô này cô thấy vợ chồng Tú đào và kiểu không biết cách đào á, xong cái cô lại cô chỉ. Cô nói là cái đường ống nước này, cái đường ống này này cả nhà. Đây là hồ. Hồ tưới nước cho nên là mình sẽ đào ở hai bên. Đào hai bên không? Sát bên đường ống thì nó sẽ có đậu. Đúng thiệt. Cô đào rất là nhiều luôn cả nhà. Mấy xe kia là họ đều là người đi mót đậu phộng á cả nhà. Họ lái đến đây xong rồi họ đi nhặt. Nhiều người thì chủ yếu là họ đi nhặt kiểu cho vui vậy cả nhà. Đem cái túi xong rồi đem cái xẻng lên đây đi nhặt. Đó. Ở phía xa xa kia đều là người đi nhặt cả nhà. Họ nhặt cho vui. Họ thích đi nhặt đồ vậy đó. Còn nhà Tú thì đi nếu mà có thì đem về ăn thật á cả nhà, không phải đi cho vui đem về ăn. Đào vừa ăn luôn á cả nhà. Thích trồng trọt nhưng mà ở đây thì khi mà mình thuê đất á cả nhà thì mình phải thuê nguyên cả một mảnh rất là to luôn, họ không có cho thuê mà kiểu nhỏ nhỏ. Nhiều tiền lắm. Lây là mà càng khai sử dụng lây là anh mới đào chút xíu mà anh nói anh mệt rồi. Mẹ chồng Tú có đi hỏi người ta thì họ nói là thuê là phải mấy mẫu à, họ mới cho thuê, cho nên là mình muốn thuê một mảnh nhỏ nhỏ để mình trồng rau ăn rồi, nhưng mà không có đất. Ở thành phố thì nó khác. Nhà của Tú ở Việt Nam thì đất rộng, mình mong muốn trồng cái gì cũng được, ăn cái gì là ra vườn hái là có. Ở đây thì Tú thì cũng thích trồng lắm, mẹ chồng cũng thích trồng, nhưng mà ở thành phố thôi chịu luôn á. Cho nên mấy lần đi mót cái cây mót rau củ như này là Bảo Bảo với Tú là rất là thích luôn rồi nha. Mọi người xem đậu thì bên trong thì nó sẽ như này ha. Cái này bây giờ rất là tươi, mình về mình có thể đem đi luộc, đem đi luộc và mình ăn nó sẽ rất là ngọt. Người ta về người ta sẽ phơi khô. Đậu này gọi là đậu phộng tươi này cả nhà. Đậu
Ừ. Cho nên ăn sẽ rất là ngọt. Ô bà Bảo giỏi quá ta, bà Bảo đào nãy giờ cũng nhé. Đào nãy giờ được rất là nhiều. À. Chồng tôi nói bà Bảo giỏi hơn ảnh. Bà Bảo đào được nhiều hơn ảnh. Thanh niên đang làm việc rất là nghiêm túc. Thanh niên đang đi tìm đậu phụ. Đậu phụ tìm rất là nghiêm túc luôn nha cả nhà. À, đây, nãy giờ ảnh nhặt được bao nhiêu này rồi cả nhà. Đậu này rất là tươi luôn. Ừ. Bà Bảo giỏi. Ở phía sau có hai anh cũng đang đi nhặt giống con kìa Bảo Bảo. Ừ. Đây, nó cứ còn rơi còn rớt như vậy là mình nhặt được này cả nhà. Lão công, bạn xem, đây có hàng ta đó. Ồ, cái này có thể. Ừ, cái này có thể. Hầu đó à, đây là người ta, nên là không thấy được cái này. Ồ. Đúng, không thấy được. Ừ. Còn nguyên cả bụi luôn. Máy cũ luôn cả nhà. Nè. À, đó, máy cũ. Chắc là người ta không thấy. Ừ. Cho chó ra rồi mình không thấy được. Đây. Mình mà mình tìm được cái mấy cây mà nó còn nguyên cả chùm như vậy là tìm rất là nhanh luôn á. Vài chùm như vậy là đủ á. Ừ. Rồi cái màu của nó rất là đẹp luôn. Họ nhặt còn sót rất là nhiều rồi nha. Rất là nhiều. Ừ. Thì cái bì bóng này là họ quấn xung quanh cái gốc của nó. Wow. Mấy cái này rất là ngon này cả nhà. Ừ. Ừ, cái khoảng có thể. Ừ. Bà ta hay khăn khăn á. Có xin nè. Ừ. Bà ta hay kìa. Bà ta hay. Ừ, khăn xin. Ừ. Đó, ở dưới đó có rất là nhiều luôn á Bảo Bảo. À? Đó, con thấy chưa? À, ừ. Đó, rất là nhiều luôn. Đây khoa chỉ cho nào cho. Con nhặt đi. Bảo Bảo thích cái này. Ừ. Hào xiang zhe you liang zhong a lao gong. Shi ma? Hong de gen na ge bai de. À, đây. Ni kan zhe ge shi. Dan chủ yao shi hong de wo kan shi. Đây. Hình như nó có hai loại cả nhà, một loại là cái vỏ của nó sẽ rất là đậm, màu đỏ rất là đậm như thế này. Và một loại thì nó sẽ nhạt hơn. Cái lý do hay tỉnh đa là khả năng. Ồ, cái này là bài đó. Ồ. Nhi bú sư bài, thay sư đa này điện, nhan sư đa này điện. Sư 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 sư. Cái bụi này là cái màu đỏ của nó rất là đậm luôn. Đó, màu rất là đẹp. Đây, cái bụi mà tôi đang nhặt đây. Bảo Bảo ơi, hôm nay con đi đâu? Đi đây. Đi đây, con làm gì đó? Đi hái đậu phộng. À, con đi hái đậu phộng. Hôm nay con với ba với mẹ đi hái đậu phộng ha. Ngon không? Nhiều không? Nhiều. Ừ. Nó hầu đúa chứ cả. Chứ cái tài giữa miệng cái gì mình không thấy. Đây. Chứ cái xinh xinh đó chứ. Mấy cái mà họ lấy bì bóng á, họ tủ lại. Cho nên người ta không có tìm được á. Bây giờ mình tìm nó còn rất là tươi. Cái màu của nó màu vàng rất là tươi cả nhà. Ừ. Đây là túi của ba với mẹ nãy giờ, còn đây là túi của Bảo Bảo. Bảo Bảo có túi riêng. Bảo Bảo đi nhặt túi riêng. Này, đưa mẹ mở cho.
À con tự mở hay con mở đi. Con cho ông bà cô chú xem đó. Và bảo mở đậu phộng đó. Hiện tại thì Tân Cương đang vào mùa thu cả nhà. Khoảng tháng nữa là đến mùa đông rồi. Cho nên là bây giờ họ tranh thủ mấy đợt này là họ trên nông trại họ thu hoạch rất là nhiều luôn. Thu hoạch liên tiếp là cà chua nè, rồi bí đao, bí đỏ, đậu phộng, cà rốt, khoai lang, khoai tây. Nên họ vào mùa họ thu hoạch. Từ nay họ thu hoạch khoảng một tháng rưỡi nữa là nó cũng hết mùa. Hết mùa rồi là bắt đầu họ trồng cây trong lòng á cả nhà. Tại vì Tân Cương mùa đông nó rất là lạnh, tuyết nó rơi nên là trồng ở ngoài không được nữa. Trồng ở ngoài là nó chết hết. Cho nên họ trồng trong lòng á, có chi mái chi á. Và đến mùa đông á cả nhà, rau củ ở chỗ Tú nó rất là đắt luôn. Tại vì không trồng được, trồng rất ít loại. Chủ yếu thì họ nhập từ ở phía Nam, rau củ nhập phía Nam họ đem lên đây. Cho nên là cái chi phí vận chuyển á, nó cao, nó đẩy giá lên. Rồi khi mà họ trồng trong nhà lồng thì cũng phải trả tiền cho nhiên liệu rồi sưởi ấm nó nữa. Cho nên giá cả rau củ ở mùa đông ở Tân Cương nó rất là mắc. Nhà mình thì cứ vào mùa thu hoạch, vào gần mùa thu, cuối mùa thu như vậy á, là nhà Tú tranh thủ đi nhặt. Đi nhặt càng nhiều càng tốt, mình về mình dự trữ. Tại vì thời tiết bây giờ là khoảng tầm 10 đến 12 độ, 13 độ cả nhà. Nó bắt đầu là càng ngày càng lạnh chứ không có nóng nữa. Bí đao là mình dự trữ vài tháng là không sao hết. Nó khí hậu khô lạnh chứ nó không có giống như ở bên Việt Nam mình. Khoảng mùa đông thì tuyết rơi là khoảng tầm -30 mấy, -40 độ cả nhà. Nãy giờ tôi chỉ ảnh cái cách mà mình hái, bây giờ ảnh cũng quen rồi cả nhà. Bây giờ hái nhanh hơn hồi nãy rồi, hồi nãy đi tìm lâu lắm. Bây giờ tôi cứ bỏ, tôi đi tìm những cái nào mà nó còn nhiều nhiều cái củ còn sót á, tôi sẽ chắc trồng lên đây nè, để cho đây rồi ảnh ngồi rồi, tại chỗ đến lạc luôn. Nhìn trắng á. Chứ là chơi xinh xinh đó. Chơi xinh xinh. Rồi. Căng trú lại đó. Rồi, chơi tí liều miếng khẳng định à. Bí nì mà là chơi xí liều, tua hậu. Cảm giác suy hẳn tua rồi. Ừ, 我们回家我们煮一点吃, 然后剩下的我们可以, 晾干, 然后慢慢用吧。 这个花生现在多少钱一公斤这个? 十七八吧, 今年花生好贵。 哦, 十七八块钱一公斤啊? 以前都是十一二块钱, 现在都是十七八。 嗯, 很贵啊, 那我们多加一点啊。 Bây giờ cũng sắp chiều rồi cả nhà, nên là bây giờ trời bộ bầu ăn bộ ăn đậu phộng. Cho nên là bây giờ nhà Tú tranh thủ đi nhặt, tại vì gần chiều rồi. Cho nên là Tú cũng xin phép cả nhà dừng video ở đây ha. Xin cảm ơn tất cả ông bà, cô chú và anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp cả nhà trong những clip tiếp theo. Bye bye. Tạm biệt cả nhà.